Tại vùng đất Nam Ba, Lâm Đồng, cà chua là một trong những đối tượng cây trồng phổ biến bởi giá trị kinh tế cao và bền vững. Tuy nhiên, để đạt được năng suất như mong đợi, người trồng cà chua cần lưu ý đến nhiều loại bệnh hại như héo xanh, tháng thư, sương mai, tuyến trùng. Trong đó, sương mai là một trong những loại bệnh nguy hiểm và có mức độ lây lan nhanh, đe dọa đến hầu hết các bộ phận của cây. Sau đây, xin mời quý bà con cùng lắng nghe chia sẻ về kinh nghiệm nhận diện và đối phó với bệnh mốc sương hay còn gọi là bã trầu trên cà chua từ nông dân chuyên canh vùng Lâm Đồng. Trên cây cà chua, cái bệnh mà xuất hiện chủ yếu nó là bệnh xâm kim và bệnh bã trầu. Nôm na gọi là bệnh bã trầu. Thì thường là cái thời tiết mà mưa nhiều, ẩm độ cao, cộng lên thêm ban ngày và nắng lên là nhiệt độ cao nữa thì cái bệnh nó phát triển rất là nhanh. Biểu hiện thì thường là nó bị cháy cái lá như này, nó nhũn lá và cái tốc độ lây lan của bệnh rất là nhanh, chỉ sau một đêm có thể là từ những cái lá này nó lên 2-3 lá trên nữa. Đó là cái tốc độ lây lan của bệnh rất là nhanh. Bệnh mốc sương do nấm Phytophthora gây ra, bà con trồng cà chua cần đặc biệt chú ý đến 4 nguyên nhân chính dễ làm cây nhiễm bệnh nặng như tàn dư cây cỏ, rác thải phụ trước không được vệ sinh sạch sẽ, đất trồng chưa được xử lý sạch nấm bệnh, cây giống nhiễm bệnh kém chất lượng, bón phân chưa cân đối, bón ít vi lượng nhưng lại quá nhiều đạm, làm cho cây quá rậm rạp trong thời gian sinh trưởng, tưới tiêu không hợp lý, làm vườn luôn trong tình trạng ẩm thấp. Nó ảnh hưởng đến cái dàn lá của cây, và khi mà cái nấm bệnh ăn vào cái dàn lá này thì cái cây quang hợp và trao đổi chất nó kém đi, thì cái trái nó cũng sẽ chậm lớn. Và đặc biệt nữa là khi mà cái bệnh này nó phát triển mạnh ấy, thì nó tấn công trực tiếp vào trái, nó gây lên cái hiện tượng là cái trái bị thối nhũn và rụng trái. Nên là bà con phải đặc biệt là phải phòng trừ thằng này sớm càng tốt. Nên phun phòng trước khi bệnh xuất hiện là tốt nhất. Còn khi mà bệnh xuất hiện rồi thì phải lên sử dụng từ 2 đến 3 lần liên tục để cho nó khống chế cái bệnh này lại. Nó chỉ khó khăn trên cây cà chua thế thôi. Cách phòng bệnh: trồng giống kháng bệnh hoặc nhiễm bệnh nhẹ, không trồng luân canh với cây họ cà như cà chua, cà tím, ớt, khoai tây, tăng cường bón kali làm tăng khả năng chống chịu bệnh, ngắt bỏ và tiêu hủy lá và quả bị bệnh để hạn chế bệnh lây lan, thu dọn và tiêu hủy tàn dư cây trồng sau khi thu hoạch, bón phân cân đối, tránh thừa đạm, tăng cường sử dụng các dòng phân bón chứa nhiều vi sinh vật có lợi. Và cái cách phòng trừ thì hiện tại thì đang sử dụng cái thuốc hóa học, cái nhóm gốc thuốc giống như dòng Sicoc Amitatop cộng với dòng Zovec và cộng thêm một số loại thuốc khuẩn nữa thì nó đặc trị cái bệnh bã trầu và bệnh xâm kim ở trên cây cà chua. Để hạn chế tác động của bệnh, từ giai đoạn bón lót nên lựa chọn nguồn phân bón chứa nhiều vi sinh vật có lợi giúp tăng cường sức đề kháng cho cây trồng. Đồng thời, lựa chọn sử dụng phân bón hữu cơ để đảm bảo dinh dưỡng cân đối. Tham khảo ngay phân trùng quế F-Farm, phân bón lý tưởng cho các trang trại hữu cơ tại website ffarm.vn hoặc gọi đến hotline 0902 652 099.